Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay shop ạc rẻ 24h.com. Tôi Hữu Bộ xin chào anh em. Tôi Rất Trà chào anh em. Tôi Văn Tiến chào anh em. Ok các bạn ạ, thì ở hai clip trước thì các bạn bảo mình là anh ơi anh hết kinh tế rồi à, mà sao anh ăn toàn cá dọn bé với cả ốc bươu vàng thế? Thì thực sự là anh mình kinh tế thì cũng không hẳn là hết, mà anh mình chỉ là đầu tư ít đi một chút. Thì những hai cái clip đó ấy, chủ yếu là anh mình đầu tư công sức là nhiều các bạn ạ. Nếu anh em nào mà xem mà có đồng cảm với anh em mình thì anh em hãy tiếp tục ủng hộ anh em mình nha. Quay trở lại với chủ đề chính của clip ngày hôm nay, thì ngày hôm nay anh em mình sẽ làm một cái nồi lẩu hải sản cực kỳ khổng lồ các bạn ạ. Cái nồi 100 mà anh em mình đã nấu qua rất nhiều clip rồi. Ở kia mình đã chuẩn bị rất nhiều hải sản kia rồi, thì ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Đây là số nguyên liệu để anh em mình đã chuẩn bị để làm nồi lẩu hải sản các bạn ạ. Thì ở đây thì rau thì chắc là không thể thiếu rồi. Lấm kim này, chỗ xương kia để anh em mình làm nước dùng này, cà chua, sa tế, rồi dứa, cái lẩu thái này các bạn ạ. Lẩu thái này thì tất cả mọi clip anh em mình nấu lẩu ấy thì không thể thiếu được, bởi vì đây là cái loại gia vị mà dành cho người lười các bạn ạ, được gọi là dành cho người lười pha chế, tức là anh em mình chỉ cho vài gói này thôi là sẽ không phải cho thêm gia vị gì nữa, là sẽ đủ tất cả các loại gia vị khác nhau rồi. Đây là ớt thì anh em mình sẽ cho cần cái ớt, còn bên này là hải sản của anh em mình. Đây là một đĩa tôm này, đây là ngao này, kia là bạch tuộc hay là còn gọi là con bạch tuộc con thì người ta gọi là con ruốc các bạn ạ, nhỏ nhỏ này thì đang để đông, thì một lát nữa anh mình sẽ giã đông và làm sạch này. Đây có hai khay mực trứng à, bên kia thì không thể thiếu các bạn ạ. Đây chính là cua các bạn ạ. Cua này một lát nữa anh mình sẽ cho vào để anh mình gọi là nấu lẩu luôn, thì mình cho cả con luôn hay là đặt xay nó ra bạn nhỉ? Tôi lại tưởng xay ra cho nó giống như ra hết chất của con cua ấy. Mình để sống cho vào thì để cho nó bơi. Mình nói đùa vậy thôi các bạn ạ. Nhưng mình sẽ để cả con để cho vào cái nồi lẩu đó thì không nói nhiều nữa. Ngay bây giờ thì anh mình sẽ chia nhau ra để đi làm việc để thái rồi làm sạch những cái nguyên liệu này để anh mình chuẩn bị nấu nồi lẩu hải sản các bạn nhá. Để nấu được nồi lẩu khổng lồ này phải cần rất chi là nhiều củi. Không biết là bao nhiêu cho đủ đây. Bây giờ anh em mình sẽ cho xương vào linh trước cho nó ngọt nước các bạn ạ. Quả khói quá. Xương để tí để đun trà thì Tiến cho cà chua luôn cho màu cho đẹp. Đúng rồi, cho luôn vào, anh em mình sẽ linh trước để lấy nước dùng trước. Anh em mình đang làm nguyên liệu rau củ quả để chuẩn bị cho vào nồi lẩu, nước dùng đang được linh kia rồi các bạn ạ. Mỗi anh em một việc, thằng thì ngắt rau, thằng thì thái lấm, thằng thì ngắt ớt. Đây còn cái này nữa. Đây là cái món mới mà trong lúc mà anh em mình đang làm đồ thì dì mình mẹ của Tiến có mang cua về thì nhặt cái đó hay cái gì ở ngoài ao ấy thì mang về được một ít cua này, thì mình bảo dì mình để lại cho luôn. Tức là anh em mình sẽ cho luôn cả chỗ cua này vào trong nồi lẩu. Đây là cua đồng các bạn nhá. Nhưng mà mình thì lại chưa ăn cái kiểu cua này mà cho vào trong nồi lẩu bao giờ. Nhưng mình sẽ hỏi xem ý kiến của Tiến, mà bởi vì nhà Tiến hay có cái loại cua này nên là bây giờ sẽ hỏi xem ăn như thế nào nếu mà khi mà cho nồi lẩu. Tiến nào? Anh cứ để nguyên con như cua to cho em. Thế trước em ăn cái loại này toàn cho cá con vào nồi lẩu à? Để cho ngọt tí không? Nhưng anh nghe bảo mấy con này sợ nó có đỉa hay có gì ở trong mai ấy. Chẳng có. Hay là cua ao nhà em sạch đúng không? Sạch. Ok, vậy là mình sẽ nghe thử Tiến một lần, mình sẽ để cả cái chỗ cua này, bây giờ anh mình chỉ mang đi gọi là rửa sạch cua thôi, rồi tí như mình sẽ cho tất cái chỗ cua đồng này vào trong nồi lẩu như mấy con cua to này các bạn nhá. Hay là để nguyên cả lá này không cần cắt anh, cũng này thả cả vào nồi lẩu luôn. Ôi nó to quá. Các em cắt mỗi người một cây luôn. Cắt đôi ra được rồi. Bây giờ sẽ đến lượt tôi tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ cho mấy con cua này trước khi vào nồi. Ui, sạch á? Thế hay là mang mấy con cua đồng kia ra đánh luôn nhá. Không mang đi. Đây, cua đồng đây. Đây mà em xong em đánh xong mấy con cua này xong em đánh luôn mấy con cua đồng này nhá. Không mà thôi. Sao?
Cua nhà em cua đồng sạch cỏ, còn cua biển này nó mới bẩn gần như vậy đấy. Ok, thế đây, thế đánh cái này, thế cái tức là bây anh bộ vẫn thích đánh thì ok, Tiến đánh hết số cua đấy xong thì Tiến cứ đánh qua số cua. Đó, thế, thế thế thì em đánh càng sạch. Em cứ đánh xong mấy con cua biển thì thôi, anh thì cứ an toàn, em cứ đánh xong em đánh qua mấy con cua đồng này cho anh nhá. Thế nhá, nào đánh đi, đánh đi. Mạnh mẽ lên. Xối rồi, bây giờ anh mình sẽ cho nguyên liệu vào các bạn ạ. Đây, 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 tiếp chuẩn bị cho vào. Đây anh mình cho ớt, cho dứa, cho sa tế và cho lẩu thái vào. Nóng à? Đừng vứt thế, bắn vào anh em. Em để tủ lạnh à? Sao nó đóng đá cái gì đây? Nóng quá, nóng quá. Vì nó xối rồi nên là hơi nó bốc lên nó rất là nóng các bạn ạ. Rồi khuấy lên đi em. Ủ khoái quá. Rồi đợi xối thêm tí nữa để anh mình cho nguyên liệu khác thôi. Đây là mâm hải sản của anh mình các bạn ạ. À, nhìn rất là bắt mắt luôn. Mực rồi bạch tuộc, ngao, tôm, cua các thứ. Bây giờ anh mình sẽ cho vào nồi lẩu thôi. Ra, cho vào. Thả nhẹ nhẹ thôi không nó. Đấy vào. Cho tất vào. Cho cua hộp luôn. Cho tất ạ. Thôi để em đi vào em lấy cho. Thôi 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 thôi, anh nói đùa đấy. Đói vào đi, cho hết vào luôn. Đấy hết vào. Đói lắm quá. Ờ Tiến sẽ cho lốt chỗ cua đồng này vào. Cho nó đáo lên, đáo lên, đáo lên. Lặng quá, lặng đi để con đáo cho. Thôi rồi, chỉ cần thế thôi, xong bắt đầu cứ để đấy thôi, xong một lát nữa anh mình cho rau là anh mình thưởng thức luôn. Để em lấy cái chiếc gậy huyền thoại em khuấy để nhỉ. Ok, kia kia có cái đũa cái kia rồi. Chiếc gậy huyền thoại. Đây, đây mình. Đây là bước cuối cùng của anh em mình rồi. Anh em mình đợi nó xúi thêm một chút cho gọi là rau cái qua cái anh em mình mang ra anh em mình thưởng thức luôn. Thơm nhỉ. Úi giời. Thơm lắm các bạn ạ. Thà luôn, ở đây mùi rất là thơm luôn. Điếc hết cả mũi rồi, toàn mùi hải sản thôi. Bắt mắt lắm rồi. Thơm lắm rồi. Ôi bà đã ớt và hắc và cay lên cay hết cả mắt rồi. Tôi chỉ ngửi thấy mùi thơm thôi, hay tôi đứng ở xa. Chỉ thấy mùi thơm nữa con ạ. À. Nhìn rất là bắt mắt. Chúng mình bên phụ. Đây lại là khoảng độ đợi khoảng độ 2 phút rồi. Anh em mình mang ra anh em mình thưởng thức luôn. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức nồi lẩu hải sản khổng lồ này các bạn ạ. Nào Cường chia bát cho anh em đi. Quay người một cái. Đẹp lắm rồi. Anh cái bị ăn nhường nó tiến như này. Ôi em mất bát bát này đâu, tôi ra lấy bát khác. Ôi. Chắc là lại ăn cái bát đấy. Bát này. cái bát này bây giờ thứ nhất là em để vào đây thì nó vướng, thứ hai là bây giờ em định lấy cái này ra để em ăn cả thế giới trong nồi à. Tôi dùng tạm cái bát đỏ đỏ kia được rồi. Thế thôi, để đây đây. Đó, cho bát này. Đó, cho cái bát đỏ quen thuộc đi. Nào thưởng thức đi. Nào tất cả mọi người thưởng thức đi nào. Nhìn rất là ngon luôn các bạn ạ. Wow, mình ở ngoài vẫn đang thơm điếc mũi luôn. Mời các bạn đây. Mời bạn đây. Mời bạn đây. Lấy môi này, lấy cái môi múc lên. Úi giời. Thấy con cua. Mời tất cả các bạn nha. Cua đồng á, hay cua biển. Cua mini. Trong đây kia Tiến đưa cái môi cho Cường để Cường múc lên tìm đồ thôi. Trông rất là nhiều các bạn ạ. Cua mini nó vụt hết rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi.
Bạn đáo lên cho các bạn xem cái bên dưới rất là ngon luôn các bạn ạ. Ôi rồi, xương thì không tính rồi, xương mình bỏ qua đi, mình hút mấy cái loại cua kìa. Đây cua này. Đấy, Tiến mới đôn trà mỗi thằng chiếm lĩnh một con cua đi. Thao. Đấy, còn hai con cua trong nồi kia thì anh em mình chia nhau các bạn ạ. Tôi bạn có ăn. Ok thôi. Chưa có ăn à? Tháng này bạn ăn được. Đó là bật bia với nước ngọt đi. Mà các bạn nè, mình ăn thử con cua mini xem nó như thế nào. Cua đồng. Giòn ngọt lắm. Ngay vừa giòn vừa ngọt. Ô, hàng cái tiết kiệm cua đập cua ăn đi. Cũng có gạch nè. Để bán cho mấy bạn. Được cua này. Ui bạn, cua đồng ngon quá. Mời bạn nhé. Chiến đấu luôn, chiến đấu. Hình như từ nãy là chưa thấy anh em nào ăn con bạch tuộc hay sao nhỉ? Thôi tôi bạn ăn tí, tôi vào thưởng thức sau. Tôi múc cho các anh em. À thế à. Nóng em thử con bạch tuộc cho mọi người chấm, xem. Chấm. Đây cho Tiến. Chấm sâu vào Tiến, sao em chấm ít thế? Đấy, đoạn này ít chấm nó ngập cái đoạn này đập. Thế thì mình có cái cảm xúc thăng hoa chứ. Tôi đang đợi bạn múc cho tôi. Tôi đang tìm mấy cái đồ ăn ngon rồi bạn. Thôi tôi thì ăn cái gì đó. Còn tù tì cua chứ. Thôi tôi không phải bạn tù tì đâu, tôi nhường bạn hết. Bạn chỉ múc cho tôi một tí đồ để tôi thưởng thức thôi. Đó. Ok các bạn ạ, thì bây giờ bạn Lâm nó múc cho tôi một ít hải sản này rồi, mình sẽ thưởng thức luôn thôi. Bởi vì đứng ở ngoài cũng được một khá thời gian rồi nhưng mà không kiềm chế nổi nước miếng đâu. Mình mời tất cả các bạn nhá. Thử tỏ nguyên cho mình tuộc xem. Ủa. Phải tuộc. Trong cả cua có cái lưu hút ngọt cực. Ngọt không nhỉ? Từ nhiên nguyên một con bạch tuộc trong mùi tạt vào. Như nào? Ngon. Ngon thật. Lối lẩu hôm nay thực sự tuyệt vời luôn các bạn ạ. Cái vị hải sản đó đúng không? Lối lẩu này đúng là thiên cả tuyệt vời. Ăn này mà sắp bị vũ được mặt. Hả? Khéo à? Ôi! Thằng kia trẻ trâu cũng bon chen à? Uống nước ngọt này cũng đòi cọc với anh em. Tí tuổi chưa đủ uống. 25 rồi. À 25 rồi. Đây các bạn ạ. Mình sẽ thử tí mực trứng các bạn ạ. Cái loại mực sữa ấy, mực con đấy. Tiến là anh, anh quên là cái này thường là cái này dành phần như em mà anh hôm nay anh quên mất, anh lại bảo anh Lâm đổ gắp vào bát anh mất rồi. Anh nhường lại cho em này. Thôi anh cứ ăn đi. Mời tất cả các bạn nha. Có cái mực này ngọt thế nhỉ? Sao tôi ăn thấy ngọt thế nhỉ? Một con này. Đây, làm con bạch tuộc nữa. Chấm tí mùi đã. Có cái con nào mà anh em chưa được ăn không nhỉ? Ngao ăn thử chưa? Cua đồng ăn thử chưa? Ăn rồi, tôi ăn lắm rồi. Mận chay. Cua đồng ăn giòn ngon lắm. Đúng rồi, thử ăn cua đồng. Cua đồng bây giờ còn gọi là cua sạch đúng không? Đúng rồi, cua sạch gì luôn. Cay quá, ngon vậy. Ăn này giòn rồi, ngấm sắp ếm phì. Lấy cua đây bạn này, tôi nhường bạn này. Bạn ăn đi. Cua này. Con. Này. Bát em đầy mất rồi. Cục xương to quá. Thôi bây giờ khó qua bỏ qua cục xương đi. Bạn, tôi cho bạn Khoa con cua. Ăn cái này bẩn tay lắm. Tí ăn. Tí nữa tôi ăn. Đang bạn ăn này. Cẩn thận, bát của em hôm nay đầy quá. Wow. Anh, là mình bè mình sẽ thử một cua đồng. Nếu mà đầy ra lấy cái thau nhá. Mời các bạn nha. Đúng lần cho anh nghe tiếng đúng là phải đi lấy thau thật. Ủa thế ăn cua nhỏ này đâu. Ngon nhá. Phê ngon. Cua nhỏ rất là ngon luôn. Ăn này ngon. Bạch tuộc à? Ui xoắn lại nhìn kìa. Chấm. Hả? Ơi, không một tiền nữa. Không một tiền. À,
Thật sự là cái cảm giác này rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Lôi lấu ăn mình ăn mấy con mực, con bạch tuộc, hầu như những con ấy rất là ngọt các bạn ạ. Hay là cái chất tất cả nó đều là hải sản, nó sau khi mà chế biến cùng nhau nó như thế, bởi vì ăn nước là mình chưa thử qua nhưng mình nghĩ nó cũng rất là ngọt. Thì mình cho khá nhiều sa tế với ớt, nhưng nó chỉ hơi hơi tê tê mồm một chút thôi. Nóng hết người rồi. Bạn Lâm, hôm nay bạn thấy món này thế nào bạn? Thật sự lần đầu tiên tôi ăn nồi lẩu mà hải sản mà ngon mà ngọt như thế này, ăn quá ngon. Bài nhỉ? Quá tuyệt vời. Tôi ăn hôm nay tôi cảm nhận thấy là cái nồi này ngon nhất từ trước đến giờ. Những cái hôm mà anh mình nấu ra cái nồi lẩu ấy, tất cả các nồi lẩu đúng thì hôm nay nồi lẩu này ngon nhất, ngon tuyệt vời. Chắc có thể là cái xương này anh em mình nhập là xương bên Mỹ, xương bò chất lượng ngon hơn rồi nước nó ngọt hơn thì sao? Bạn Khoa thấy nào? Tôi lần đầu tiên là cái nồi lẩu hải sản to như này. Nhưng mà giờ tất cả các đồ hải sản này tôi cũng ăn hết rồi. Mỗi tội là cái hải sản cua đồng này là chưa ăn. Mới miếng nữa. Cũng có giá trị ngon. Ủa, hàng kể nghe muốn nói gì không? Lẩu thì tôi cũng ăn rất là nhiều rồi. Lần trước thì anh em mình cũng làm lẩu lươn này, lẩu ếch này, các loại lẩu, nhưng mà đây là nồi lẩu mà ngon nhất từ trước tới giờ. Rồi tóm lại là rất ngon, rất tuyệt vời các bạn. Ôi trời. Bạn ăn đi còn tròn này nhiều lắm. Đây là đây nồi lẩu ngon nhất từ trước đến giờ mà tôi đã được ăn. Những nồi lẩu từ những clip trước thì như là những clip trước ăn nó bình thường, đây là nồi lẩu mà mình ăn ngon nhất luôn. Thế chưa? Thế rồi. Quá tuyệt vời. Ok con ạ. Thực sự là nồi này thì không thể chê vào đâu được nữa rồi. Nhưng mà anh em mình thì cũng không muốn làm mất thêm thời gian của các bạn nữa, nên anh em mình sẽ dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này có nhìn hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình, để anh em mình có những động lực và những clip khác hay hơn. Giờ thì mình sẽ dừng clip ngay bây giờ. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.